Mình chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV sáng hôm nay. Hiện tại là em đang ở địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6, ngay chỗ heo quay của chị Mai nè. Bây giờ là team Lily là đang phục vụ heo quay, chặt heo quay cho ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thời gian bán của chị Mai là từ 6:30 cho đến 18 giờ hàng ngày. Giá heo quay thì ba rọi là 320, xá xíu này, đùi, sườn non là 300, giò heo 150, da heo thì 500 ngàn. Chị Tâm thì đang lên heo quay. Vinfast à, xe vô mua heo quay kìa. Mở gỗ không rau. Rồi. Lấy giòn giòn ba rồi mở á, đó là ba rồi mở. Cái gì chị nha, cái gì mì 30 cũng ăn chị, chị cho em nước mắm mà ăn ăn như bánh hỏi vậy chị. Đang có nước mắm em ơi, trời ơi, đây có nước chấm mà, có nước chấm á, mình pha ra nước tương á. Rồi. Đem 100 ngàn sườn ba rọi vậy chị. Hôm nay để đi cung mà cung. Trăm nặng như này. Thấy hổ. Ngồi hổ phải mưa không rồi. Tiếp tục chương trình. Mới vừa vô rối một xíu. Hello các bạn nha. Hello chị Tâm. Ờ, cách đứng phía sau này. Hôm nay Lily để chiếc xe bên kia nó rộng ghê luôn á. Thoải mái. Đứng quay cũng thoải mái nữa. Thôi hôm nay chị Liên xuất hiện luôn hả? Người đẹp Liên Liên. Anh tính nói không cầm. Cái này 100 chị ơi. Giờ 20. Để cho chút xíu ớt một lần.
quá trời luôn. Nghe rồi. Tập tin bánh mì. Hello. Nói là con nghe rồi. Tất nhiên bánh mì gồm có 5 loại các bạn. Ba gọi nè. Ba gọi mỡ, đùi và xá xíu. Đó, đó là ba loại mỡ. Chỉ có 15k thôi. Ồ, khách quá trời, biết sao luôn. Khách đang đứng chờ, khách đang đứng chờ để thưởng thức. Rồi, chiếc xe phía trước đó. Hơi kẹt xe một xíu. Wow. Nay võ công thường thường, chắc cái nào dính cái đó luôn. Một ký xa xíu. Chị Liễu Nguyên ơi, tao không chặt chặt giùm chị để ăn bánh nổi á. Bánh xa xíu hả? À. Bữa này bữa này khách ăn xa xíu, mua xa xíu rồi bánh hỏi. Nó sợ mỡ ta ăn xa xíu. Dạ. Bên này Thảo không có làm hả bà con? Trời sao ông giống anh vậy? Anh bị 3 ngày. Bên quán mãi đây là hiểu. Bữa trước ngày quá cài. Đợi 2 ngày đi tiếp chung với đội nè. Không rau không ớt. Giá là 320.000 một ký. Xe là 300 giò và bánh. Còn đây là chiến nha. Làm bánh mì heo quay. Bữa sau mua thêm bịch bánh hỏi để ăn bánh nè, bán cho khách nữa. Dạ, xong rồi. Khách ăn bánh hỏi, mình bán thêm bánh hỏi. Thôi khỏi nhặt đi. Để khách chơi nha cô. À, khách chơi đi. Ờ. À.
20 kg hả chị Tâm? Cái này là 7 lạng 20 hay là 40? Không có anh. Hả? 1 kg 5 mọt chặt hết nha. À. 5 kg. Thì Tâm mới vừa nghe điện thoại một cái xong mới là được 5 kg heo quay liền chưa? Một hộp 1 kg, 5 hộp. Cái này lỡ cho các anh cắt da chú hả? Dạ đúng rồi, cắt da về nó dục đồ á chú hả? Cái này nhiêu nè? 240 chú. Chốt 5 kg 5 hộp, 1 hộp 1 kg. Rồi, khách tới luôn, khách tới luôn. Một trăm rưỡi ba rồi. Cô đợi xíu nha, đang lỡ tay. Chặt nhỏ luôn. Chị danh dự có chặt nói luôn vậy. Ký. Nhức nhức cái đầu hả? Chặt 5 ký nha. Bây giờ là 5 ký heo quay ba rọi.
5 kg chia 5 hộp hả chị Tâm? Ờ. Bánh này đi chị. Ngon quá. Hello. Mấy hộp? 15 ngàn. Nói tiếng Anh như gió. Rồi, làm 40 ổ mì để ha chị nha. Trời, 40 ổ mì nữa. Bỏ tất cả làm 40 ổ. Bỏ hết tất cả là sao ta? Ý là dẹp cái này qua bên. À, ổ mì. Ổ nha, là vô từng bịch luôn á hai ơi. Hiểu không? Hiểu. Tập trung mà không bán cho khách đó. Tưởng đâu là bánh mì heo quay không bỏ hết tất cả. Bán cho em 1,5 kg đi. Rồi, 1,5 kg luôn. Ấy vậy là làm cho con dạ. Chân trước không? À. 40 cổ chị Nga chỉ làm 1 phút 30 giây hả? Tính nhiều. Trên bàn này nó có 20 cổ rồi. Trên bàn là 20 bổ rồi. Con nghe gì mày? 1 ký. Dạ, 5 hộp dạ, 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 quá làm luôn. Ủa chị Mai à, chị Mai chỉ thấy à. Chị Tâm đứng kia à. Rồi, còn lại Lily một mình một lệnh đó. Chưa có bánh mì anh ơi. Chưa. Vừa chặt 5 ký. Nhanh mà. Và 40 bổ. Dạ chưa có chú ơi. Dạ cái này con dân gia cho người ta chú ơi. Người ta hối chú ha. Con cảm con nha. Lấy đi chú. Chờ con tí đi. Chờ con tí đi. Các bạn 40 ổ bánh mì. Cấp tốc. Rồi. Chuyển qua bánh mì. Bánh mì giòn rụm, nóng hổi luôn. Bánh mì này chỉ 15 gram hổ thôi nha các bạn. Nói chung là đang tốc hành bánh mì. Anh nè, cái anh nè bụng bia coi. Uống bia đâu mà bụng bia. Đủ rồi. Dư thiếu. Thử thách chị Tâm không à. 20 rồi đúng không? 10 à. Ủa 10 hả? Bịt 10 à anh. 20 nó dẹp lép luôn á. Nhưng tép luôn á. Khách đang hối. Bánh mì đang ra. iPhone 16 mới ra đó. iPhone 16 mới ra. Có màu hồng dễ thương lắm. Có màu hồng, có màu bánh mì. À, có màu bánh mì. Cái là iPhone 16 đó. iPhone 16 hả? Chị lấy em miếng này. Dạ, đợi dạ chờ anh tí nha cô. Cô chờ con tí nha. 5 phút à? Cách bên ngoài quá trời luôn các bạn. Ngoài bán ở địa chỉ 189 Phạm Vũ Thứ. Chị Mai còn bán ở khu B chợ Bình Tiên. Bánh mì chờ anh tí chị ơi. 46 Trần Quý. Đó. Mới đi nộp được nửa đoạn đường thôi các bạn ơi. Chương trình vượt lên chính mình bắt đầu. Mấy giây nữa còn mấy còn có 3 giây nữa thôi. Ráng lên. Bấm dừng rồi, bấm dừng rồi. Bấm dừng rồi, bấm dừng rồi. Yên tâm đi. Nhanh hay chậm gì cũng có thưởng hết các. Ồ, khách đứng ngoài quá trời kìa. Mấy chậm tí nha. Một giây lâu lắm. Đại diện cho 30 giây rồi. Này ăn gian mà. Nhanh mà, xong rồi. Còn 10 cái nữa là xong rồi. Hỏi Lily chặt hay quay được rồi. Hôm nay xong rồi, chị Nga làm cái xíu rồi. Cho khách đứng ngoài kìa. Ừ.
khách đứng ký rưỡi luôn. Ủa sao không đang làm bánh mì tự nhiên nhảy qua đây vậy bà Nga? Em mua ra cho chị làm bánh mì phần bánh mì nè. Bất ngờ chưa? Nhanh mà còn 10 cái nữa là làm bèo. Đây là băng đang bầm topping bánh mì nha các bạn, để cho chuẩn bị kịp cho chị Tâm giao cho khách xong mình chuyển qua là chạy tiếp. Khách đang đứng ngoài rất là đông rồi. Trời ơi, chưa tới nơi mà hối rồi. Ba hổ nữa. Chưa tới nơi. Rồi. Chuyển qua đây đi, Đang chạy ra nhưng mà đang tới quận 8 á, ở bên kia cầu Chữ Y à. Tới em chưa đâu chị ơi. Chưa luôn hả? Còn 2 kg nữa mới tới đó chị. Không cảm chờ chút xíu anh chị. Còn ở đây có mấy chục phần luôn đó chị. Chưa chưa. Chạy tí nha. Chạy đủ 1 kg, 1 kg, 5 kg. Rất nhiều tôm tươi. Mày đã lấy cho con 40 đây. Đủ rồi, đủ bánh mì rồi. Bây giờ làm bánh mì cho khách đi rồi. Nhanh nòm mà có chưa được 1 phút 30 giây nữa. 1 phút 29 giây hả? Một ký heo quay nữa hả? 5 kg rồi 1,5 kg rồi 1 kg. Chắc là không kịp để bán luôn. Rồi có bánh mì ra luôn con. Ký rưỡi chặt nhỏ. À chị Hiền trong chợ chạy ra đi giao hả? Hàng chi. Nói chung là làm không kịp tay luôn. Rồi đó chị, 4 bộ bánh mì. 4 bộ bánh mì đi. Cái chỗ mì không cay đi. Ký rưỡi. Một chị ký ở phía sau nữa nè. Bánh mì đông quá trời đông. Vừa heo quay vừa bánh mì. Chị ở tiếp mua gì đây, nói con đi. Lấy miếng này cho chị đi. Chặt miếng 5 miếng 1 kg còn nhiều chặt cho chị. 5 miếng 1 kg. 1 kg chia làm 5 hay là 1 kg 5 miếng hả? Chứ 5 kg rồi. Tưởng 5 kg chưa chứ. Nó đủ cho không ngồi luôn à. Chị đó, đó. Một miếng chia làm 5 đúng không? Cần chị cái miếng này coi nhiều. Ờ
1 kg chia làm 5. Chia 5. Cái này. 200 hai. Ôi trời. Cái này là 2 cái tô con chặt không con. Chặt ra 5 miếng đi. Còn cái này chia làm 5 phải không con? 5 miếng cỡ nào con? Cỡ này không? Miếng cỡ 200 gram thôi, tại đặt chặt vô ba. Thêm mỏ 2 ở này rồi. Rồi, hộp cái riêng cái gì rồi. Thêm mỏ 3 gọi. Con gọi 300 hai. Một miếng. Tự quá em nhỏ là chút đi. Thì nó bằng cái này nè cô nè. Nhỏ nhỏ là chút đi. Nhỏ nữa con. Con lỡ chặt nhỏ. Yeah. Rồi kiếm giữa chặt chặt thử cái này vô ăn chưa? Vô à. Cái này tổng cộng là 2 kg rưỡi đi 800 chẳng cho bao đi cô, con tiêm vô cho cô nè. Hai ổ không vô đúng không? Hai ổ không vô. Đó trời khách lục đồng quá trời. Không kịp. Bao nhiêu đây được rồi em đừng thêm rồi, không thêm thôi. Bảy là bảy. Cái này ổ chưa? Đi đã một mấy. Ủa chị bên này ký để nguyên á. Rồi đó ai ổ không vô sao mà chị đây, chị đây nãy giờ chị ơi. Chị đứng ở bển, chị đứng đây qua bển gì đó. Chị của anh này ai ổ 700 đủ như vậy. Từ từ đi đang làm tiếp tiếp nè. Có lưng tay luôn á. Ok nè. 1 kg để nguyên. 1 kg để nguyên. Không có tới chị đấu này mà 1 kg, nửa kg. Rồi, cái trắng không coi, cái để nguyên á chị. Cái để nguyên. Khách đâu phía ngoài quá đông luôn á. Kẹp nước tương đi. Nó nghe nè, chị giờ kẹp nước tương đi. Con ơi, để xe cậu nha bà con ơi. Khách đâu ngoài đồng, khách đâu ngoài đồng lắm. Cái này 1 kg đúng hay này? 320. Khách đang dồn mua heo quay, nói chung là đang vỡ trận heo quay. Người ta tới trước là em không cảm em ha. Bánh mì bên tay phải luôn nha bà con ơi. Chắc bỏ chẳng vô quay. Không nói vô hả? Không, bánh mì đậu thì đậu. Các bạn xem. Nghe này chị Liên ơi, chị cho em tiền lớn rồi qua đây nha. Trăm sáu. Trăm sáu nữa, ký 160 chị. 20 của anh nè, ớt nhiều. Nước hết. Ồ, 1 ký. Cái gì anh? Đây là đùi nha, đây là ba rọi nha. Rồi, tới giờ rồi. Đấy, đùi đi, đùi như ký à. Đùi 300. Đấy, ký đi. Chặt không anh? Chặt không ký. Chặt à, đợi cung á. Dạ, 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 dạ. Đồng lắm, ông bà cô chú đã đúng mua. Đó chứ. Đồng quay. Ôi ôi. Đồng nhạc luôn. Một ký chặt đùi 300.000 một ký nha các bạn. Quá ngon luôn. Bánh mì qua chị ơi. Bánh mì bên tay phải luôn nghe cô bà, ông bà cô chú ơi. Cô chú trụ mà. Quay luôn á. Dạ quay luôn. Rồi, cảm ơn quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em nha. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn. Bye bye. Địa chỉ là 189 Phạm Vũ Thứ, đường 4, quận 6. Thời gian bán là 6 giờ 30 cho đến 18 giờ hàng ngày. Khách đang cũng rất là đông luôn ở phía ngoài. Nói chung là tất bật luôn. Bà con đang đổ xô ăn bánh mì heo quay đứng xếp hàng.